Chào bạn, rất vui được đồng hành cùng với bạn trong những số phát sóng của Nghe Luôn Kể. Nghe Luôn Kể đáp ứng sở thích nghe của bạn mọi lúc mọi nơi, đồng hành chia sẻ cảm xúc cùng bạn bên tách cà phê ấm nóng hay những lúc cần nạp thêm năng lượng và lấy lại cân bằng cuộc sống. Mời bạn nhấn subscribe Nghe Luôn Kể, nhấn chuông và viết những dòng bình luận phía dưới để tương tác với Luân. Xin chân thành cảm ơn và mong muốn luôn được đồng hành chia sẻ với bạn những mẩu chuyện hay về cuộc sống. Bạn thân mến, bắt đầu từ tối 26 tháng 7 hôm nay, người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ không ra đường sau 18 giờ và tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố sẽ tạm ngừng đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, trừ các trường hợp cấp cứu hay là cần thiết hơn. Và trước đó thì chúng ta cũng đã chấp hành khá nghiêm ngặt chỉ thị 16 của chính phủ, người dân không ra khỏi nhà khi không thật cần thiết. Nhưng mà giờ các hoạt động ngày càng được siết chặt hơn nữa, không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác nữa. Vậy thì Ngọc Luân mong tất cả chúng ta hãy cùng vững tâm chung tay thực hiện tốt yêu cầu này và cầu nguyện tất cả đều sẽ được bình an và sớm vượt qua được thời kỳ đầy khó khăn. Bạn thân mến, hẳn là trong số chúng ta thì cũng đã từng nghe nhắc nhiều tới danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Và Quán Thế Âm có nghĩa là đấng quán chiếu âm thanh của thế gian. Đây là một vị Bồ Tát đã hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Cũng như là vị Bồ Tát này được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, có thể hiện ở cả thân nam và thân nữ, thì Ngài Quán Thế Âm là một trong những vị Bồ Tát được tôn kính và thờ phụng rộng rãi nhất ở trong Phật giáo Đại Thừa, cũng như là không chính thức trong Phật giáo Nguyên Thủy. Đối với riêng Ngọc Luân thì ngay từ nhỏ Ngọc Luân cũng đã theo bà lên chùa và nghe được nhắc nhiều về những cái sự tích về Đức Phật, về những vị Bồ Tát, và trong đó có Bồ Tát Quán Thế Âm. Và đối với Luân thì lúc đó hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm là một người phụ nữ rất là đẹp trong trang phục màu trắng với nhiều cái sự mầu nhiệm. Và Ngọc Luân rất là tôn kính. Và càng lớn lên thì Ngọc Luân càng đi sâu và tìm hiểu hơn thì biết được nhiều hơn một chút về những hóa thân, những hình tướng và sự mầu nhiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ở mỗi nền văn hóa khác nhau thì người ta thường hay có những câu chuyện về những hóa thân, những lần thị hiện khác nhau của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và ngày nay thì người đời còn truyền tụng tới hai kiếp giáng trần rất là nổi bật ứng với hai sự tích Quán Thế Âm Bồ Tát, đó là kiếp thứ 10 khi mà Bồ Tát Quán Thế Âm là thị kính, và ở kiếp cuối là Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện là công chúa Diệu Thiện. Trong chương trình radio Nghe Luân Kể ngày hôm nay, Ngọc Luân xin phép được trích đọc sự tích Quan Âm Thị Kính do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh viết. Câu chuyện này rất là hay và Ngọc Luân xin phép được kể cho bạn nghe trong chương trình hôm nay. Sự tích Quan Âm Thị Kính. Con ai đem bỏ chùa này? Sư chú Kính Tâm vừa thỉnh xong tiếng đại hồng trung cuối cùng của thời công phu chiều thì nghe tiếng trẻ con khóc. Sư chú lấy làm lạ, buông vồ chuông xuống, chú ra đứng ở cửa lầu chuông và nhìn xuống dưới đồi. Sư chú thấy cô Mầu trong chiếc áo năm thân màu nâu non, tay ẵm một hài nhi, đang nhìn lên phía chú. Chết chưa, Mầu đã sinh con và Mầu đã lên chùa, muốn trao đứa con cho sư chú. Lòng sư chú ngổn ngang, mình đã đi tu, mình đã bị mang tiếng là tằng tịu với cô Mầu, đã ngủ với cô Mầu, làm cho cô ấy có chửa, rồi không chịu nhận mình là cha của cái bào thai trong bụng cô ấy. Có ai hiểu được cho mình? Có ai thấy được nỗi oan tày đình này của mình? Tuy thầy thương mình, tuy hai sư anh thương mình, nhưng chưa chắc các vị đã trông thấy lòng dạ băng tuyết của mình. Bây giờ đứa bé đã sanh, cô Mầu không chịu đem đứa bé ấy trả cho người cha đích thực của nó, mà lại đem lên chùa cho mình. Thật là oái oăm, thật là khó xử. Nếu mình nhận đứa bé thì hóa ra mình đã tự nhận mình là cha nó. Thầy mình sẽ nghĩ sao? Các sư anh của mình sẽ nghĩ sao? Và dân làng nữa, họ sẽ nghĩ sao? Thôi, chắc có lẽ mình phải xuống gặp cô ấy, khuyên cô ấy là hãy can đảm nói thật với bố mẹ ai là người cha đích thực của đứa bé, rồi đem đứa bé tới trả cho người kia.
Kính Tâm vừa đi xuống vừa niệm Phật. Sư chú rất tin ở năng lượng độ trì từ bi của Đức Thế Tôn. Thế nào Đức Thế Tôn cũng độ cho sư chú vượt thoát giai đoạn khó khăn này của đời tu. Sư chú định bụng là sẽ sử dụng ngôn ngữ từ ái để khuyên nhủ cô Mầu. Đúng rồi, Năng Khiếu là mẹ nơi sư chú đã phát hiện như một nguồn năng lượng dạt dào trong chú. Đứa bé này không được ai công nhận. Bố nó không công nhận nó. Mẹ nó cũng ruồng bỏ nó. Ông bà nội nó cũng không biết nó là ai và cũng không biết là nó hiện đang có mặt trên đời. Nếu ta không chấp nhận nó thì ai chấp nhận nó? Ta đã nhận ta là người tu, ta là người thực tập lòng xót thương, thì nỡ nào ta cũng ruồng rẫy đứa bé này. Thôi thì cứ mặc ai đàm tiếu, nghi ngờ hay chửi rủa. Đứa hài nhi cần người săn sóc và nuôi dưỡng. Nếu ta không săn sóc và nuôi dưỡng nó, thì ai là người săn sóc và nuôi dưỡng nó bây giờ? Sư chú ôm lấy đứa hài nhi trong tay, ẵm nó với tất cả lòng xót thương. Hai hàng nước mắt sư chú giàn giụa. Trái tim của sư chú vừa buồn tủi mà cũng vừa tràn đầy chất liệu ngọt ngào của từ bi. Sư chú biết là đứa hài nhi đang đói. Sư chú nghĩ ngay đến chú Hãn và thím Hãn ở xóm dưới, cũng có một em bé mới sinh cách đây chừng 10 hôm. Việc làm cấp bách nhất là ẵm đứa hài nhi xuống dưới xóm và xin cho nó được bú. Chú thím Hãn thường đi chùa và có rất nhiều thiện cảm với các sư chú. Thế nào thím ấy cũng có thể chia bớt cho đứa hài nhi vô phúc này được một ít sữa. Kính Tâm cuốn em bé gọn gàng trở lại trong mấy lớp vải để cho em bé đừng bị lạnh. Và chú ẵm bé ra cổng Tam Quan, theo đường đi xuống xóm dưới. Chú vừa đi vừa để ý tới từng bước chân và từng hơi thở. Sáng mai thế nào thầy chú và hai sư anh của chú cũng sẽ chất vấn chú tại sao chú lại nhận đứa bé về nuôi. Chú sẽ nói: Bạch thầy, thầy đã dạy con dù có xây được 9 ngôi chùa đồ sộ thì phúc đức tu đạo cũng chưa sánh được với phúc đức cứu được một mạng người. Vì nghe lời thầy dạy nên con đã nhận đứa bé về nuôi. Xin thầy và các sư anh thương xót. Đứa bé hiện không được ai thừa nhận. Cô Mầu, cô ấy đã đến bỏ đứa bé trước thềm lầu chuông chiều qua, và cô ấy đã bỏ đi mất. Nếu con không nhận bé thì bé sẽ chết. Nam mô Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn. Ai lên chùa cũng chỉ niệm như thế. Ai cũng cần đến Đức Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, nhưng ít ai chịu thực tập Đại Từ và Đại Bi. Sư chú nghĩ rằng mình là đệ tử của Phật và các vị Bồ Tát. Mình phải học theo hạnh nguyện của Phật và các vị Bồ Tát. Mình phải biết nuôi dưỡng và thực tập chất liệu từ bi trong mình. Sư chú Kính Tâm mới có 24 tuổi. Tuy còn trẻ, nhưng sư chú đã hai lần gánh chịu những hàm oan lớn. Lần đầu thì sư chú bị nghi oan là muốn giết người. Lần thứ hai sư chú lại bị nghi oan là đã đi tu rồi mà lại phạm giới dâm dục, ngủ với cô con gái của gia đình giàu có nhất trong làng, cô Mầu, cho đến khi cô ấy chửa. Hai nỗi oan tày trời. Nhưng sư chú vẫn còn sống sót được, tại vì sư chú đã học hạnh nhẫn nhục. Tại vì sư chú đã học được cách nuôi dưỡng lòng từ bi. Sư chú Kính Tâm thật ra không phải là con trai. Vâng, sư chú là con gái, con nhà họ Lý. Nhưng vì cái ước muốn đi tu trong sư chú lớn quá, nên sư chú đã phải cải trang làm con trai để xuất gia. Đạo Phật mới được truyền vào đất Giao Châu, mới có hơn 200 năm. Và trong nước chỉ mới có chùa cho bên nam, chưa có chùa nào cho bên nữ. Sư chú nghe nói bên Thiên Trúc đã có nhiều chùa cho phái nữ, đợi đến bao giờ mới có chùa cho nữ tại đất nước này? Chùa Pháp Vân, nơi sư chú tìm tới để xin xuất gia và tu hành, là một trong những ngôi chùa đẹp nhất trên đất nước. Chùa Pháp Vân ở quận Giao Chỉ, cách quê hương sư chú tới 6 ngày đường. Quê hương sư chú ở quận Cửu Chân. Bố và mẹ sư chú không biết là sư chú đang tu học ở đây, tại vì sư chú đã giấu bố mẹ. Sư chú biết
là nếu các vị biết sư chú đã xuất gia tại đây, thì các vị sẽ đến can thiệp và xin cho sư chú về. Nội một việc thầy của sư chú biết sư chú là con gái giả trai cũng đủ cho sư chú bị đuổi ra khỏi chùa. Và nếu bị đuổi về, không được sống đời xuất gia nữa, thì sư chú sẽ khổ lắm. Từ thời thơ ấu, sư chú đã có tính của con trai, đã ưa chơi đùa với con trai những trò chơi của con trai. Sư chú là một em bé gái tên là Kính. Bố mẹ Kính cũng cho Kính ăn mặc như con trai và xin phép được cho Kính tự đi học lớp tiểu tập của thầy đồ bái trong làng. Kính học rất giỏi, học giỏi hơn nhiều đứa con trai. Tuy Kính lễ phép, điềm đạm và bặt thiệp, nhưng Kính không để cho đứa nào ăn hiếp mình. Nếu Kính thấy mình không có lỗi thì không bao giờ Kính chịu lỗi, dù thầy học mình hoặc bố mẹ mình bắt mình phải xin lỗi. Kính chắp hai tay lại mà thưa rằng: "Con không làm gì sai, con không thể xin lỗi được." Có người nói là Kính cứng đầu. Có lẽ Kính cứng đầu thật. Nhưng trời đã sinh ra mình như thế, biết làm sao. Kính là con một và bố mẹ cưng quý như vàng như ngọc. Năm Kính 7 tuổi, may thay bố mẹ Kính lại sinh cho Kính một đứa em trai. Đứa bé này được đặt tên là Châu. Càng lớn, Kính càng xinh đẹp. Từ năm Kính lên 16 tuổi, có không biết bao nhiêu người đã tới thăm hỏi để mong cưới được Kính cho con trai của họ. Bố mẹ Kính đã từ chối. Một phần đó là tại vì những người ấy không môn đăng hộ đối. Một phần là tại vì ông bà không muốn xa con. Nhưng đến khi bố mẹ của thiện sĩ tới thì ông bà không còn do dự nữa. Thiện sĩ là con nhà họ Đào, sinh viên đại tập, nổi tiếng là học giỏi. Bố mẹ của thiện sĩ là dòng dõi thế gia, có uy tín nhất trong quận. Năm ấy Kính đã 19 tuổi, nàng còn ham chơi lắm nên không muốn lấy chồng. Sau khi học hết trường tiểu tập, nàng đã xin được đi học trường đại tập, nhưng bố mẹ không cho. Lúc này bé Châu đã 12 tuổi. Châu đã được đi học từ mấy năm nay với thầy đồ bái. Nàng ở nhà đọc sách và học hỏi một mình. Nàng đọc Tứ Thư, Ngũ Kinh. Nàng lại được đọc luôn cả những sách về đạo giáo nữa. Và mầu nhiệm hơn hết là nàng được đọc cả Kinh Phật. Nàng được đọc Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Kinh Đạo Hành Bát Nhã, Kinh Lục Độ Tập và sách Mâu Tử Lý Hoặc Luận. Thầy đồ bái dạy nàng là một người có cảm tình rất nhiều với đạo Phật. Chính ông đã cho Kính mượn những bộ kinh này. Có một lần ông đã cho phép Kính tới nhà ông để hầu trà ba vị xuất gia mà ông đã thỉnh tới cúng dường trai tăng. Lần đầu tiên được tiếp xúc với các vị xuất gia, Kính rất lấy làm cảm phục. Những vị này mặc áo tràng màu nâu, đầu cạo sạch, dáng điệu từ hòa, thảnh thơi và có giọng nói rất từ bi. Kính ao ước được sống một cuộc đời như thế, nhưng nàng biết điều này không thể thực hiện được. Tại vì ở đất nước ta, ít nhất là trong quận Cửu Chân này, không có một ngôi chùa nào dành cho người nữ. Đọc Kinh Lục Độ Tập, Kính đã nhiều lần xa nước mắt. Nàng biết được cuộc đời của Phật Thích Ca và những kiếp trước của Ngài. Nàng học về các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ. Nàng thấy kiếp sống của người xuất gia hấp dẫn đối với nàng quá. Trái tim của người xuất gia chứa đựng biết bao nhiêu năng lượng của thương yêu, của nhẫn nhục, của tinh tiến. Nàng chỉ tiếc là mình đã không được sinh ra làm con trai để có thể đi trên con đường sáng ngời này. Nhưng ông bà Lý đã trả lời với bố mẹ của thiện sĩ là ông bà đã chấp nhận gả nàng cho chàng. Con gái lớn lên phải đi lấy chồng, ai cũng thế. Nàng làm sao cưỡng lại cái thông lệ này được. Chỉ cầu mong rằng thiện sĩ là một người con trai dễ chịu, không chống đối lại những sở thích học hỏi và tu tập của nàng.
mùa xuân sau kính về nhà họ Đào. Nàng đã 21 tuổi. Thiện Sĩ là một chàng trai thông minh, học giỏi và hiền lành. Tuy nhiên chàng là một người dễ cảm, nhiều đam mê và tâm thần không được ổn định. Kính đã nhiều lần nhẹ nhàng khuyên chàng là nên thức, ngủ, ăn uống và học hành cho có chừng mực. Nhưng chàng vẫn không làm theo được. Tuy chàng có cố gắng chiều nàng, bố mẹ chàng thấy chàng quấn quýt hơi nhiều bên nàng nên đã nhìn nàng bằng con mắt không có thiện cảm. Kính đã hết sức cư xử như một nàng dâu kiểu mẫu. Nàng đã học cách hành xử này từ sự dạy dỗ của mẹ nàng. Thức khuya, dậy sớm, trông coi việc cửa việc nhà, hầu hạ cho mẹ chồng. Bố và mẹ của Thiện Sĩ không trách cứ nàng được, nhưng ông bà vẫn cứ có cảm tưởng là nàng đã chiếm mất người con trai duy nhất của họ, và họ có vẻ ganh tức đối với nàng. Thiện Sĩ tuy thế, hình như không sống được cho chính mình. Chàng có mặt như hình bóng của một người khác. Tủi hồng, thẹn phấn. Một buổi khuya nọ, trong khi nàng đang may vá thì Thiện Sĩ cũng ngồi gần đấy để học bài. Đêm đã khuya, nhưng chàng vẫn còn muốn đọc sách. Rồi chàng ngủ gục bên nàng. Nhìn ra kính thấy râu mọc ngược ở cằm chàng. Những cọng râu trông rất khó chịu. Nàng cầm cây kéo lên, có ý muốn cắt đi những sợi râu mọc ngược ấy. Nhưng khi kính đưa kéo lên thì Thiện Sĩ thức giấc. Trong lúc tâm thần còn mơ màng bất định, thấy vợ đưa kéo tới gần cổ họng mình. Thiện Sĩ nghĩ là nàng muốn ám sát. Hoảng sợ chàng la lên cầu cứu. Ông bà Đào còn thức ở phòng bên, nghe tiếng kêu hoảng, liền chạy vội ra. Họ hỏi thăm tự sự. Chàng thuật lại là đang mơ màng, chàng thấy vợ chàng lấy kéo đưa vào cổ họng chàng. Cả bố và mẹ Thiện Sĩ đều âm âm nổi giận. Họ buộc tội nàng là đã cố tâm giết chồng. Họ không muốn nghe lời phân bua của nàng. Giời đất ơi, tại sao mà ta lại rước cái của nợ này về nhà thế chứ? Nó là một đứa lăng loàn, là một đứa mèo mả gà đồng. Nó là một đứa định giết chồng để đi theo trai. Bà cụ đã la ầm lên như thế. Kính xoay sang phía chồng. Nàng cầu xin chồng mình minh oan cho nàng. Nhưng Thiện Sĩ im lặng. Tâm thần chàng đang bị kích động mạnh. Tâm thần chàng đang ở vào trạng thái kinh hoàng. Chàng ngồi đó và khóc như một người mất trí. Thiện Sĩ không làm chủ được tình trạng. Chàng ngồi đó như một nạn nhân, như một khúc gỗ. Chàng không thể đóng được vai trò chủ động dù là một phần nhỏ. Sáng hôm sau, bố và mẹ của Thiện Sĩ cho đứa ở đi mời bố mẹ của Kính. Họ nói: "Tôi không dám chứa chấp con gái của hai ông bà nữa. May mà thằng Sĩ thức dậy kịp thời, nếu không thì nó đã đi đời rồi. Con gái bây giờ ghê gớm lắm. Bề ngoài thì có vẻ hiền lành và nhu thuận, mà bên trong thì bụng dạ toàn cả gươm đao. Biết đâu nó đang phải lòng một đứa nào khác. Thôi, tôi xin trả lại cho ông bà. Chúng tôi không đủ phúc phần để chứa chấp thứ của nợ ấy." Bố mẹ của Thị Kính nhìn con gái. Bây giờ Kính mới có cơ hội trình bày sự thật một cách rành rẽ. Giọng nàng rất ôn tồn và đầy lễ phép. Bố Kính quay lại nhìn bố mẹ của Thiện Sĩ. Ông nói: "Tôi không thể tưởng tượng nổi con gái chúng tôi là một kẻ có tâm ý giết người. Anh chị đã nghi oan cho nó. Nếu ở trên đời có một người hiền hậu, đó là con gái chúng tôi." Mẹ của Thiện Sĩ bĩu môi, không tin, nhất định trả Kính về. Mẹ Kính nói với nàng: "Con đã lỡ dại, con phải lạy bố mẹ của chồng con và chồng của con để xin thứ lỗi." Kính không chịu, nàng lễ phép nói: "Con không có lỗi gì hết. Con chỉ muốn cắt mấy sợi râu trên cằm của chồng con thôi. Con không phải là kẻ có tâm địa giết người. Nếu con có tội, thì con sẵn sàng lạy. Nhưng con biết là con không có tội, nên con không thể nào lạy được." Cuối cùng nàng đã theo bố mẹ về nhà. Trước khi đi, nàng chỉ cúi đầu vái chào mọi người mà không lạy. Thiện Sĩ ngồi im như một phiến đá,
chàng tuyệt đối không có phản ứng gì hết. Kính biết bố mẹ mình rất buồn. Buồn vì mình đã lỡ đường gia thất, mà cũng buồn vì tiếng tăm không tốt. Riêng Kính, nàng không thấy buồn nhiều. Nếu nàng buồn, đó không phải là vì giận Thiện Sĩ và bố mẹ chàng, mà vì tình đời nói chung. Người đời thường chỉ sống hời hợt với bao nhiêu ganh ghét buồn giận và tự ái tầm thường, và chỉ làm khổ nhau vì hiểu lầm nhau, vì những chi giác sai lầm về nhau. Hơn một năm trời sống trong nếp sống lứa đôi, nàng cảm thấy hạnh phúc rất ít mà khổ đau thì nhiều. Thiện Sĩ không biết sống trong giờ phút hiện tại, chàng chỉ nghĩ đến chuyện thi cử và làm quan. Chàng không biết trân quý những giây phút sống với những người trong gia đình. Văn chương và học thuật đối với chàng chỉ là một dụng cụ để tiến thân mà không phải là một niềm vui của sự sống. Đã có nhiều lần, nàng khơi chuyện với chàng về văn chương và học thuật, nhưng chàng đã tỏ ra chỉ chú trọng đến thứ văn chương thi cử hình thức. Chàng lại không ưa nói đến đạo lão và đạo Phật. Đối với chàng chỉ có một đạo duy nhất đáng được gọi là đạo, đó là đạo Nho. Về nhà sống với cha mẹ, Kính cảm thấy thoải mái hơn. Nàng không oán trách Thiện Sĩ, nàng chỉ tội nghiệp cho chàng. Nàng cũng không oán trách bố mẹ chàng, cũng chỉ vì nàng thấy họ khổ mà không có cách gì thoát ra được. Từ khi về nhà, ngoài chuyện phụng dưỡng cha mẹ, nàng để hết thì giờ học hỏi thêm về kinh điển đạo Phật và tự mình thực tập ngồi thiền, đi kinh hành và chỉ dạy thêm cho em Châu học. Nàng thường hay đến thăm ông Đồ, thầy dạy nàng ngày xưa, để được đàm đạo với ông về giáo lý đạo Phật. Ông Đồ xem nàng như người tri kỷ, bởi vì trong vùng chỉ có một mình nàng là người biết ham muốn học hỏi và thực tập đạo Phật. Ông nói cho nàng nghe về các chùa lớn có mặt trong nước và những kinh điển hiện đang được lưu hành. Ông nói có những ngôi chùa, trong đó có tới hàng trăm người xuất gia tu học. Nghe nói như vậy, Kính rất ước ao. Ước gì mình là con trai để được đi xuất gia. Bước tới thành thơi. Một buổi sáng hôm nọ, không cưỡng nổi ước muốn đi xuất gia, nàng thức dậy rất sớm viết một lá thư cho bố mẹ, xin phép được đi chu du học hỏi và hứa sẽ trở về sau 5 năm du khảo. Nàng cải dạng nam trang, trở thành một chàng sinh viên tuấn tú, khăn gói trên vai. Nàng đi mà không biết mình sẽ đi đâu. 7 hôm sau, nàng tới chùa Pháp Vân, ở tại trị sở Giao Châu. Cảnh trí chùa thật là u nhã. Thiền sư chú trì đang thuyết pháp. Có cả gần 300 người ngồi nghe, ai nấy đều có thái độ kính cẩn. Thầy giảng về 4 yếu tố của sự thương yêu là từ bi, hỷ và xả. Lúc chàng thư sinh tới thì bài giảng mới bắt đầu. Chàng nghe say mê. Sau khi buổi thuyết pháp chấm dứt và mọi người ra về, chàng mới xin phép được vào hầu chuyện sư cụ. Chàng lạy xuống 3 lạy, xưng tên họ và cầu xin được xuất gia. Thầy chú trì tuổi đã trên 60. Thầy nhìn Kính hồi lâu, rồi thầy ôn tồn hỏi: "Con từ đâu tới? Tại sao con lại muốn đi xuất gia?" Kính chắp tay lại: "Con họ Lý, nhà ở quận Cửu Chân. Từ nhỏ con đã được theo đòi bút nghiên, nhưng con thấy cuộc đời vô thường quá. Con không tìm thấy hạnh phúc và sự hăng hái nơi con đường thi cử và làm quan. Con cũng không tìm thấy hạnh phúc nơi cuộc sống lứa đôi. Con đã từng được thầy giáo của con chỉ bảo cho con về đạo giải thoát và cho con đọc một ít kinh sách của đạo Phật. Con cũng đã từng được gặp những vị xuất gia, nhìn thấy phong độ thảnh thơi của các vị và được nghe quý vị giảng bày về đạo lý giải thoát. Lòng con đã xúc động. Con đã từng ao ước được đi xuất gia từ lâu. Nay có dịp vân du đến đây, được nghe thiền sư khai thị, con thấy tâm hồn con rộng mở.
con cúi xin thầy mở lượng biển sông mà chấp nhận con làm đệ tử xuất gia của thầy. Con nguyện sẽ tu học tinh tiến để sau này có thể cứu độ được nhiều người khổ đau. Thầy chú trì chùa Pháp Vân gật đầu. Nghe con nói đó, thầy biết là con có trái tim tốt của người xuất gia. Con xuất thân từ gia đình thế tộc, có ăn có học, có phong cách của người nho sĩ, có tương lai lớn. Người khác trong địa vị con sẽ không nghĩ tới việc xuất gia. Nhưng giáo lý của Phật đã mở mắt cho con sớm. Thầy mong ước con sẽ đạt được chí nguyện xuất trần của người có tâm Bồ Đề. Rồi thầy chấp nhận cho Kính ở lại tập sự xuất gia 3 tháng. Thầy gọi hai sư chú hiện đang tu ở chùa Pháp Vân lên và giới thiệu với chàng. Sư chú học trò lớn của thầy là sư chú Chí Tâm, 26 tuổi. Sư chú vóc người cao lớn, có hai con mắt sáng và một cặp lông mày rậm. Tướng sư chú thì đi hùng dũng như tướng một con gấu. Sư chú đã tu được 8 năm. Sư chú thứ hai là sư chú Thành Tâm, 24 tuổi. Sư chú này dáng người mảnh dẻ, nhưng cũng có vẻ khỏe mạnh, có nụ cười rất tươi và khuôn mặt vuông vắn. Sư chú đã tu được 4 năm. Thầy dạy hai sư chú sắp xếp chỗ ở cho Kính và chỉ bày cho chàng cách thức sinh hoạt trong thiền môn. Kính rất may mắn, chàng được sắp đặt ở trong một liêu phòng riêng nằm ở góc tây đường, không phải ngủ chung với các sư chú khác. Trong mấy tháng tập sự xuất gia, Kính đã tu học và chấp tác rất giỏi. Hai buổi công phu chàng chỉ cần học và tập trong 15 hôm mà đã nhớ và tụng được lầu lầu. Chàng tự đóng lấy tập để chép 10 giới sa di và các thiên uy nghi. Chữ chàng viết rất đẹp khiến cho hai sư anh người nào cũng tấm tắc khen. Kiến thức của chàng rất rộng, cho nên trong các buổi pháp đàm, những điều chàng nói đã làm cho hai sư anh và cả thầy chú trì nể mặt. Tuy vậy, chàng rất khiêm nhượng. Tất cả những trách vụ chấp tác trong chùa như gánh nước, bổ củi, lặt rau, nấu cơm, dọn dẹp, lau quét Phật đường, làm thị giả cho thầy, chùi rửa nhà xí, chàng đều để hết tâm ý vào và thừa hành một cách rất chu đáo. Chàng rất được hai sư anh thương mến. Sư chú Chí Tâm thấy chàng có dáng dấp thư sinh, nên thường làm hộ chàng những công việc khiêng vác nặng nhọc. Sư chú Thành Tâm cũng rất ân cần, muốn giúp chàng trong mọi công việc chấp tác. Cả hai sư chú đều rất muốn gần gũi chàng, học hỏi, làm việc, tu tập và quấn quýt bên chàng. Nhưng chàng vẫn cố tâm giữ một khoảng cách. Cả hai sư chú đều thấy chàng tươi mát, dịu hiền, thông minh và đức hạnh. 3 tháng sau, nhân ngày đản Phật, Kính được chính thức xuống tóc và tiếp nhận 10 giới sa di của người xuất gia. Mớ tóc cạo sạch, mình vận chiếc áo Nhật Bình màu nâu sẫm. Chú sa di mới biểu lộ hình tướng rất sáng sủa và đẹp đẽ của một người xuất gia. Sư chú được thầy đặt cho pháp tự là Kính Tâm. Tên của sư chú thật hay và rất thích hợp. Tại vì đối với mọi người, từ trên là Phật đến các vị tổ sư, dưới đến mọi loài, kể cả cỏ cây, cầm thú và đất đá, sư chú Kính Tâm đều có lòng cung kính. Nhìn cuộc đời, sư chú thấy tất cả đều mầu nhiệm và thiêng liêng, kể cả những khổ đau của con người. Cho nên sư chú có khuynh hướng muốn nghiêng mình chiêm ngưỡng tất cả. Từ ngày có sư chú Kính Tâm, chốn thiền môn như rạng rỡ ra và giới trẻ trong làng, các làng lân cận đến chùa đông lắm. Sư chú Kính Tâm giống như một bông sen vừa nở trong một hồ nước chưa từng có trồng sen bao giờ. Sư chú Kính Tâm có giọng sướng kệ rất hay và mỗi buổi sáng chú đều nhận trách nhiệm thỉnh đại hồng chung và sướng những bài kệ chuông rất hào sảng. Tiếng chuông này vang
siêu nhiên vượt thoát vòng sinh tử, giác ngộ tâm tư một hướng về. Mỗi khi có pháp đàm, sư chú trình bày kiến giải về kinh văn rất sâu sắc, khiến cho các sư anh tuy đã tu nhiều năm trước, sư chú cũng lắng nghe và học hỏi được rất nhiều. Chính Hòa Thượng Phương Trượng cũng đã có lần mở lời khen ngợi sư chú. Sư anh Chí Tâm viết chữ Hán rất đẹp, nhưng cũng phải công nhận nét chữ của sư em Kính Tâm linh hoạt hơn nhiều. Sư anh Thành Tâm cũng nhờ Kính Tâm giảng giải cho nghe về những đoạn rất khó trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, như đoạn tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Nghĩa là tu cái pháp môn vô tu, chứng cái quả vị vô chứng. Sư chú Kính Tâm đã đọc hết bộ kinh Lục Độ Tập của Thiền sư Tăng Hội phiên dịch, nên biết rất nhiều công hạnh và tiền thân của Phật Thích Ca. Sư chú thường kể cho các sư anh nghe những mẩu chuyện tiền thân ấy và nói về các công hạnh của Phật trong những kiếp trước và cả trong kiếp hiện tại của người. Dân chúng trong làng, nhất là thanh niên nam nữ, mỗi khi lên chùa, thường có dịp được gặp gỡ các sư chú và nghe sư chú Kính Tâm thuyết pháp. Cơn mê. Có một cô thiếu nữ, con vị trưởng giả giàu có nhất làng là cô Mầu, hay theo mẹ lên chùa để dâng hương và lạy Phật. Lần đầu tiên trông thấy sư chú Kính Tâm, Mầu sửng sốt. Người đâu mà thanh tao đến thế, mặt mày sáng sủa đến thế, và cách đi đứng nói cười tao nhã, uy nghi như thế. Tuy Kính Tâm đã cạo đầu và mặc áo thầy tu, nhưng sư chú rất thanh tao và rất trang nhã. Hồi còn là cư sĩ, Kính đã có dung quang và phong thái khác thường rồi. Vậy mà sau khi xuống tóc và thọ giới, sư chú còn đẹp ra nhiều nữa. Mặt mày sư chú sáng thêm, hai con mắt như tinh anh ra, vầng trán thánh thiện lên và khuôn mặt sư chú rạng rỡ. Một người không có hạnh phúc thì không thể nào có nụ cười, khuôn mặt và ánh mắt ấy. Ai nhìn sư chú cũng thấy yêu đời thêm lên. Cô thiếu nữ tên Mầu lần đầu thấy sư chú đã đem lòng thương yêu liền. Nhưng tiếc thay, cô đã thương yêu sư chú bằng một tâm tình vướng mắc và khao khát, không phải bằng một tâm tình có đạo vị. Về nhà cô không ngủ được. Ngày đêm Mầu bị ám ảnh bởi hình ảnh của sư chú. Sư chú đẹp trai. Có phải vì vậy mà cô đã đem lòng thầm yêu trộm nhớ hay không? Chắc không phải. Cô đã từng gặp những chàng trai có khuôn mặt đẹp, nhưng cô đã không phản ứng như thế. Trong số những chàng trai đã nhờ bố mẹ đến cầu hôn với cô, cũng có những người khá xinh trai, nhưng Mầu không hề có cảm giác này với những người con trai ấy. Mầu không có khả năng chống trả với mối tình kỳ lạ này. Nàng biết đây là một người tu hành, mình không nên động tới. Tuy vậy, điều đó vẫn không ngăn cản được nàng ngày đêm tưởng nhớ đến sư chú. Mầu là một thiếu nữ con nhà giàu sang lại có nhan sắc, nên nàng dễ có tính tự phụ. Muốn gặp gỡ nàng rất khó. Nếu nàng không ưa ai thì nhất định nàng không chịu gặp người đó. Mà ai lại không muốn gặp gỡ và làm quen với nàng? Tuy vậy, nàng đã gặp quả báo. Nàng rất muốn được gặp gỡ sư chú Kính Tâm. Ngồi với sư chú Kính Tâm, nhưng sư chú lại luôn luôn tìm cách lánh mặt nàng. Đó không phải là tại vì sư chú sợ gặp một cô thiếu nữ xinh đẹp, mà tại vì sư chú đang hết lòng hành trì giới luật và uy nghi của người xuất gia. Không gần gũi và chuyện trò với người nữ trong một nơi vắng vẻ và riêng biệt. Mầu đã từng đón đường sư chú, trong chùa cũng như ở các nẻo đường xuống làng. Nhưng bất cứ lúc nào, sư chú cũng tìm cách thoái thác để không dừng lại nói chuyện riêng tư. Sư chú có nói, nếu cô đến ngồi chung với những thanh niên và thiếu nữ khác cùng nghe về Phật Pháp, thì sư chú rất vui lòng ngồi lại
và chia sẻ về những kiến giải và kinh nghiệm tu tập của sư chú. Nhưng điều mà Mầu ao ước, nhất là được đứng riêng với sư chú hoặc ngồi riêng với sư chú, và được nói với sư chú là cô rất yêu sư chú. Nếu không có sư chú chắc cô sẽ không sống nổi. Sư chú hình như cũng biết được điều đó, cho nên đã cố tránh để khỏi phải bị đặt trước một tình trạng khó xử. Ước muốn sâu sắc nhất của sư chú là được tu hành với tư cách của một người xuất gia. Ước muốn ấy là tâm Bồ Đề, ước muốn ấy là tâm Bồ Tát, là tâm thương yêu. Nhưng thương yêu đây là thương yêu theo tinh thần từ bi hỷ xả, chứ không phải là thứ tình cảm bi lụy, thèm khát và vướng mắc. Thương yêu theo Phật dạy là đem lòng thương xót và cứu độ cho tất cả những ai khổ đau. Khổ đau vì tham ái, hận thù, si mê, ganh tị, kiêu mạn và nghi ngờ. Mầu yêu sư chú mà vì thấy sư chú không chạy theo mình, không cầu cạnh mình, không say mê mình, cho nên cô cảm thấy tự ái của cô bị tổn thương. Từ trước đến nay không có một người con trai nào đối xử với nàng như thế. Ai cũng sẵn sàng chạy theo nàng, tán tỉnh nàng, cầu xin nàng ban bố chút ân huệ của tình yêu. Vậy mà bây giờ nàng đã gặp một người không phải như thế. Nhân cách của sư chú kính tâm thanh cao quá, nàng không sử dụng được uy quyền, sắc đẹp và tiền bạc của nàng để chinh phục sư chú. Vì vậy cho nên, nàng đem tâm hận thù sư chú. Hận thù, nhưng vẫn say mê sư chú. Đêm ấy là rằm tháng 9, trăng sáng vằng vặc. Mầu ở nhà một mình, bố mẹ cô đi đám giỗ bên ngoại chưa về. Trời cuối thu vắng vẻ và lạnh lẽo, Mầu không chịu đựng nổi sự cô đơn đang xâm chiếm lòng nàng. Hồi sáng nàng đã lên chùa dâng hương, có anh người nhà tên Thượng mang phẩm vật cúng dường đi cùng với nàng. Nàng đã tìm cách gặp sư chú kính tâm. Nàng nhờ sư chú thành tâm nhắn hộ với sư chú là nàng muốn được gặp riêng sư chú để thưa hỏi một vài điều. Nhưng sư chú kính tâm đã nhắn lại với sư anh mình là sư chú bận rộn công việc trên thiền đường, không có thì giờ để gặp. Nàng đã tức giận bỏ về, không ở lại nghe thầy thuyết pháp. Ngồi dưới mái hiên bên mấy cụm hải đường, Mầu cảm thấy bực tức, tủi hổ và nàng ôm mặt khóc. Nàng nhớ đến con người ấy, ước gì được người ấy ôm mình trong hai cánh tay của người. Trời rất trong, trăng rất sáng, nhưng lòng Mầu quá quạnh hiu. Bỗng nàng nhận ra có người đứng cạnh nàng, bóng của người ấy in trên sân trăng. Nhìn lên, nàng thấy Thượng, người con trai giúp việc trong nhà. Thượng đang nhìn nàng ái ngại. Nhìn Thượng mà Mầu thấy đó là sư chú. Nàng đưa hai tay lên, ra dấu cho Thượng tới gần. Nàng ôm lấy Thượng, và Thượng ôm lấy nàng, và nàng dìu Thượng vào trong phòng nàng. Mầu như đang sống trong một cơn mê sảng, nàng cố nghĩ rằng đây là sư chú kính tâm. Trong cơn mê, nàng đã để cho niềm khao khát, nỗi tuyệt vọng và lòng tự ái sai khiến nàng. Nàng đã dìu Thượng lên giường và cho phép Thượng ngủ với nàng. Mầu làm cử chỉ này như một cử chỉ báo thù. Nàng hành xử như một người mất trí. Và trong khi giao hợp với người đầy tớ trai, nàng đã tưởng tượng người này là sư chú kính tâm. Nàng ôm chặt lấy sư chú tưởng tượng trong vòng tay và áp môi mình vào môi của người ấy một cách man dại. Cơn mê chỉ xảy ra trong chưa đầy 5 phút đồng hồ. Sau đó cả hai người đều tỉnh giấc, Mầu thét mắng đuổi Thượng ra. Thượng ôm đầu chạy ra khỏi phòng nàng và chàng chợt thấy mình vừa gây nên một tội ác tày trời. Nếu vợ chồng ông trưởng giả biết được điều này, thế nào chàng cũng chết. Không những chàng chết mà cả bố mẹ chàng ở quê nhà chắc cũng không khỏi liên lụy. Trong những ngày kế tiếp, cả hai người tiếp tục sống trong địa ngục của hối hận và của lo sợ. Họ không biết là trong khi đó, nhờ hành trì giới luật và uy nghi,
các sư chú trên chùa vẫn an trú được trong thế giới của an lạc, hạnh phúc và thảnh thơi. Một buổi sáng nọ, Mầu thức dậy, thấy trong người khó ở, có những triệu chứng cho nàng biết là nàng có thai. Sự lo sợ bây giờ tăng lên rất lớn, nàng lo cho nàng lo cho bố mẹ và nàng cũng lo cho thượng. Cả bốn người đều là nạn nhân của nàng, của những tâm trạng vướng mắc, thèm khát, hận thù và tự ái nơi nàng. Sau khi biết chắc là mình đã có thai, Mầu thu xếp để có một số tiền khá lớn. Nàng trao số tiền ấy cho thượng và bảo chàng trốn đi biệt xứ, đừng bao giờ trở về nữa, dầu là về nhà bố mẹ của chàng ở Nhật Nam. Ông trưởng giả bố nàng rất nóng nảy, ông có thể có cách làm liên lụy tới bố mẹ của thượng. Người con trai tên Thượng cầm số tiền này với hai hàng nước mắt. Chàng bỏ đi ngay ngày hôm ấy. Hai tháng sau, vợ chồng phú ông bắt đầu thấy được những triệu chứng có thai của cô con gái. Ông bà gạn hỏi, Mầu nhất định không nói. Nàng xấu hổ, nàng không thể nói sự thật, dù là với hai đấng đã sinh thành ra mình. Nàng không thể nói là nàng đã ngủ với một người đầy tớ trai. Điều này nàng không chấp nhận được, mà cả xã hội ngoài kia cũng không chấp nhận được. Hai ông bà trưởng giả tra khảo đứa con gái yêu suốt 3 ngày 3 đêm mà Mầu vẫn làm thinh không nói. Nàng chỉ nói bừa là nàng không khỏe trong người thế thôi. Đến ngày thứ tư, trong khi ba người còn ngồi ở trên nhà ăn cơm, thì có tiếng mõ làng. Mõ Nguyệt Bình ra gọi thị Mầu, cô gái ngoại tình chửa hoang, con ông Phú Hộ, phải ra trình diện ở đình làng để trình bày, tự sự và để cho hội đồng làng xét xử. Hai ông bà Phú Hộ cảm thấy nhục nhã, không biết thế nào mà nói. Mình là người tai mắt trong làng, lúc nào cũng ăn trên ngồi trước, ai gặp mình cũng phải cúi đầu thưa hỏi. Vậy mà bây giờ con gái mình bị làng đòi ra trình diện vì tội chửa hoang, làm sao mà nhìn mặt làng xóm cho được, hỡi trời. Bố Mầu đưa Mầu ra hội đồng làng, mẹ của nàng ở nhà. Nhìn hai bố con, cụ tiên chỉ nói, thị Mầu, cháu lỡ dại có chửa với ai thì nên khai thật cho làng biết. Nếu cháu nói sự thật, thì làng sẽ cho phép thành gia thất với người ấy. Nếu cháu nói ra một lời dối trá, thì dù bố cháu muốn chuộc lại bằng 9 con trâu và 30 con bò, cũng không thể nào chuộc được. Nói rồi cụ tiên chỉ nhìn thẳng vào mặt Mầu. Các quan viên trong hội làng cũng nhìn vào mặt Mầu. Bố Mầu cũng nhìn vào mặt Mầu. Nàng tránh những cặp mắt ấy, cúi nhìn xuống đất, nàng suy nghĩ. Ta không thể nói sự thật được. Nói ra thì xấu hổ cho dòng họ, cho gia thế, cho bố mẹ. Biết bao nhiêu kẻ có môn đăng hộ đối đã tới hỏi ta đã từ chối. Mà ta lại đi ngủ với một người ở. Ta không thể nói sự thật ra được. Mà dù ta có nói thì thiên hạ cũng không ai tin, nhất là khi thượng đã đi biệt xứ. Vậy tại sao ta không khai bừa là đã ngủ với sư chú kính tâm? Tại sao ta không nói là ta đã ngủ với người ta thương? Cụ tiên đã hứa là theo luật làng, ta có thể thành gia thất với sư chú kính tâm nếu ta khai cho sư chú. Nghĩ tới đấy, Mầu ngẩng lên nhìn cụ tiên chỉ, nàng nói, cháu lỡ dại đã ăn nằm với sư chú kính tâm, một sư chú đang tu trên chùa Vân. Tại vì cháu yêu sư chú ấy, cháu đã để cho sư chú ngủ với cháu tại vì cháu không cưỡng lại được. Cháu xin làng tha tội cho cháu và tác thành cho chúng cháu. Mọi người cùng ồ lên một tiếng kinh ngạc. Lạ thật, một sư chú đoan kính như sư chú kính tâm mà lại đi làm một việc như thế sao? Cụ tiên hỏi, thế cháu ngủ với sư chú ở đâu mà có mang? Mầu nói nhanh, cách đây chừng 3 tháng, hôm ấy chúng cháu ngồi phía sau tháp tổ ở chùa, lúc đó vào khoảng giữa giờ Dậu. Cụ tiên quay lại bảo hai người canh tuần. Các chú lên chùa mời đại đức chú trì và chú tiểu kính tâm đến ngay cho làng hỏi việc.
Chỉ khoảng 1 giờ sau, thầy chú trì Pháp Vân đến. Thầy đến không những với sư chú Kính Tâm, mà còn với hai sư anh của chú là Chí Tâm và Thành Tâm nữa. Sau khi mời thầy chú trì ngồi, cụ tiên chỉ nhìn sư chú Kính Tâm và hỏi: "Tại sao đã đi xuất gia tu đạo mà sư chú còn phạm giới, ngủ với người ta, để người ta có mang như thế?" Rồi cụ chỉ vào Mầu. "Thị Mầu đã trình làng mọi sự. Nếu sư chú nhận mình đã lầm lỗi, thì làng sẽ thương tình cho phép sư chú cởi áo tu, ra đời và cưới thị Mầu. Còn nếu sư chú chối cãi, nói lời không thật, thì làng sẽ trừng phạt theo luật lệ đã có từ xưa nay." Nỗi oan đã muốn vạch trời kêu lên. Kính Tâm cảm thấy một nguồn tuyệt vọng từ dưới đáy lòng mình trào lên. Sư chú lắc đầu. Sư chú không nghĩ rằng một sự tình như thế lại có thể xảy ra được. Mình đã vừa phải gánh chịu một nỗi oan ức tày trời cách đây không lâu. Bây giờ mình lại trở thành nạn nhân của một nỗi oan ức thứ hai, có thể còn lớn lao hơn nữa. Nhưng sư chú không thể để cho nỗi tuyệt vọng ngập tràn và chấn ngự mình. Sư chú chắp tay, nhắm mắt lại và thực tập phép thở vào và thở ra có chánh niệm. Rồi sư chú mở mắt, bình tĩnh thưa với cụ tiên chỉ với giọng nói điềm đạm: "Kính thưa cụ tiên, kính thưa hội đồng làng xã, chúng tôi đã là người xuất gia, nghiêm trì giới luật, có đâu lại phạm giới như thế. Có Đức Như Lai trên đầu chứng chi cho, Sa Di Kính Tâm này xin thưa là từ ngày đi xuất gia, chưa bao giờ phạm giới dâm dục, dù với bất cứ ai. Tiểu thư ở đây có lẽ đã nhầm lẫn chúng tôi với một người khác." Lời nói của sư chú rành rẽ và trang trọng. Cụ tiên chỉ quay lại hỏi Mầu. Mầu vẫn lặp lại một cách đanh thép những lời nàng đã khai từ trước. Hai mắt cô luôn luôn nhìn xuống. Sư chú Chí Tâm không kiềm chế được sự nóng nảy của mình. Sư chú la lớn: "Tiểu thư không nên vu oan cho sư em của chúng tôi như thế. Giờ dậu là giờ công phu tụng niệm buổi chiều. Tất cả ba anh em chúng tôi đều có mặt trong buổi công phu. Từ ngày xuất gia đến giờ, sư em Kính Tâm của chúng tôi chưa bao giờ bỏ một buổi công phu chiều. Làm thế nào có thì giờ để ra ngồi với tiểu thư ở phía sau tháp tổ?" Mầu đôi chối: "Có thể tôi không nhớ rõ giờ giấc, có thể đó là trước giờ buổi công phu chiều, có thể hôm ấy mới là cuối giờ thân." Thấy Mầu có vẻ quả quyết quá, cụ tiên chỉ bảo: "Thị Mầu đã khai và sư chú Kính Tâm đã không nhận lỗi. Tuần Đinh đâu? Nọc sư chú ra và đánh cho sư chú 7 hèo xem thử con người tu hành giả dối này còn chối cãi được nữa hay không." Kính Tâm bị hai người Tuần Đinh nọc ra giữa chiếu. Một người cầm hèo giáng xuống người sư chú những đòn chắc nịch. Sư chú Chí Tâm la lớn: "Đánh như thế thì chết người ta còn gì." Nhưng tiếng hét của sư chú không ngăn cản được người Tuần Đinh. Kính Tâm lãnh nhận 7 hèo đau thấu xương tủy, nhưng sư chú không hề la lên một tiếng. Sư phụ của chú động lòng thương lên tiếng: "Này Kính Tâm, nếu con có lỡ dại thì nên thú thật với làng, rồi con có thể sám hối để tiếp tục tu hành. Thầy sẽ cố gắng để nộp đủ số tiền phạt vạ và bồi thường cho con. Con thú nhận đi, nếu không người ta sẽ tiếp tục đánh con và con sẽ chịu không nổi đâu. Sức vóc của con là sức vóc của thư sinh, con đâu có mạnh mẽ như sư anh Chí Tâm của con." Sư chú Kính Tâm chắp tay hướng về sư phụ: "Bạch thầy, con không phạm giới, con không thể nào nói là con phạm giới được. Xin thầy từ bi chấp nhận cho con. Con không thể nào nhận tội khi con không làm gì nên tội." Cụ tiên chỉ thét bảo Tuần Đinh tiếp tục tra khảo và đánh Kính Tâm thêm 30 hèo nữa.
Những vết thương trên người sư chú đã chảy máu và bắt đầu thấm vào quần áo. Nhưng cuộc tra khảo cứ tiếp tục. Sư chú thành tâm chịu không nổi nữa. Sư chú khóc lên rưng rức và đưa hai tay lên che mắt. Bỗng có tiếng thị mầu gào lên. Nàng đã đứng dậy đi ra trước đình. Nàng vừa khóc vừa gào. Cứ đánh đi, cứ đánh nữa đi. Đánh cho đến khi nào chết thì thôi. Còn tôi đây nữa này, cứ đánh cả tôi nữa đi. Đánh cho tôi đến chết luôn cho một thể. Rồi mầu xé áo, hai tay đập vào đầu, vào ngực như một cô gái điên. Bỗng nhiên có tiếng đằng hắng lớn và một giọng nói như chuông đồng vang lên. Đó là tiếng của sư phụ ba sư chú, vị thượng tọa chú trì chùa Pháp Vân, vị thiền sư đã đứng lên và đang sướng một bài pháp kệ. Sông ái dài muôn dặm, biển mê sóng vạn tầm, cõi luân hồi muốn thoát, hãy mở đại bi tâm. Tiếng sướng kệ trang nghiêm quá, khiến người tuần đinh cũng phải ngừng tay, và tất cả đều nhìn về phía vị thiền sư. Sướng kệ xong, thiền sư từ tốn nói: Kính thưa cụ tiên, kính thưa toàn thể hội đồng làng, trong biến cố này thế nào cũng có những uẩn khúc mà các đương sự chưa thể nào nói ra được. Tôi xin cụ tiên và toàn thể hội đồng làng hãy mở rộng tâm từ bi, cho phép tôi được lĩnh sư chú kính tâm về để khuyên nhủ và giáo hóa. Tôi tin rằng sư chú kính tâm là người có tâm thực sự muốn tu hành. Trong suốt 2 năm nay, tôi chưa từng thấy sư chú phạm vào một giới luật hay uy nghi nào, dù là nhỏ nhặt. Vậy tôi xin bảo lĩnh cho sư chú, đưa sư chú về chùa, và hy vọng có nhiều thời giờ sẽ tìm ra được cớ sự. Tôi là người tu hành lớn tuổi, đã cư trú tại Pháp Vân trên 40 năm. Xin hội đồng làng vì tôi mà chấp nhận cho lời khuyến thỉnh này. Lời của thiền sư trụ trì có uy lực rất lớn, khiến cho phần lớn những người trong hội đồng đều gật đầu chấp nhận. Cụ tiên chỉ tuyên bố giải tán buổi họp của hội đồng làng. Làng quyết định hoãn vụ án này lại trong một thời gian không hạn định. Trong thời gian ấy, cả sư chú kính tâm và cả tiểu thư thị mầu, không ai bị nộp khoán làng. Thầy trụ trì bảo hai sư anh dìu kính tâm về chùa. Về tới chùa, kính tâm xin hai sư anh cho sư chú một chậu nước nóng để trong phòng mình và xin được phép một mình tự săn sóc những vết thương rỉ máu trong cơ thể. Sư chú nói từ tấm bé, sư chú đã quen tự săn sóc và băng bó những vết thương trên thân thể mình và không muốn người khác động tới. Hai vị sư anh chiều ý của kính tâm. Tuy cả hai đều xót xa muốn săn sóc và trị thương cho người sư em, vừa đáng thương, vừa đáng kính của họ. Chiều hôm ấy, trong khi nằm dưỡng thương trên giường, sư chú kính tâm nghe tiếng gõ cửa. Hỏi vọng ra, sư chú nghe giọng nói của sư anh Thành Tâm. Sư anh Thành Tâm đã xuống phố, đã hốt thuốc về sắc một bát cho sư em mình uống, để giúp cho những vết thương trong người sư chú chóng khỏi. Sư chú xin sư anh đặt bát thuốc xuống trước cửa để mình sẽ tự mở cửa ra tiếp nhận. Không thể lên lầu chuông để thỉnh đại hồng chung buổi chiều, sư chú đã nhờ sư anh của mình phụ trách công việc ấy chiều nay và trong những ngày kế tiếp. Bạn thân mến, oan ức và chịu đựng nỗi oan ức thì không ai muốn, và nhẫn nhịn vượt qua được nó để tâm buông xả thì không dễ gì làm được. Sư chú kính tâm mà chúng ta vừa nghe vốn là một người có tư chất trong sáng, lòng dạ kiên định, ngay thẳng, lại được học Phật từ sớm nên đã rèn giũa được những tâm tính quý giá đó. Phần cuối trong câu chuyện về Quan Âm Thị Kính sẽ còn được tiếp tục trong số radio Nghe Luân Kể Kỳ sau.
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay xin được khép lại. Một lần nữa Ngọc Luân gửi lời cảm ơn đến bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe câu chuyện mà Luân kể ngày hôm nay. Chúc bạn cùng gia đình luôn mạnh khỏe. Những bạn ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện tốt giờ giới nghiêm từ 18 giờ đến 6 giờ hàng ngày cho tới khi có thông báo mới và chỉ những trường hợp được cho phép mới ra ngoài. Ngọc Luân và Nghe Luân kể sẽ đồng hành cùng bạn trong những giai đoạn rất bí bách này, cùng chờ ngày tươi sáng hơn. Còn bây giờ thì thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.